Để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho triển khai 62 chốt kiểm soát trên địa bàn. Cũng cần nói rõ, đây là một trong những giải pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 62 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, gồm 16 chốt trạm chính, 46 chốt trạm phụ nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch. Đây là một trong những giải pháp cấp bách của thành phố Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng chứ không phải là phong tỏa thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các quận, huyện tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt quy định không tập trung nơi công cộng từ 2 người trở lên. Mặt khác, thành phố tận dụng thời gian trong 2 tuần thực hiện giãn cách toàn xã hội để triển khai giám sát trong cộng đồng thông qua khai báo y tế và xét nghiệm tầm soát mở rộng, đặc biệt là tại các khu vực địa điểm có nhiều sự giao thương giữa thành phố và các tỉnh thành như khu công nghiệp, chợ đầu mối.